con cung thỉnh quý ngài rời tòa xuống dưới đại chúng khởi thân nhân hương bạch phật tác lễ truyền đăng, và chúng tôi cũng trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý cùng khởi thân hướng về lời chư tôn thiền đức nhân hương bạch phật để tác lễ truyền đăng trong buổi tối ngày hôm nay. Toàn thể đại chúng khởi thân đứng tại chỗ, chúng ta giữ tâm trong chính niệm, không nói chuyện riêng. Vâng, chúng con cung thỉnh chư tôn thiền đức hướng về trước bàn Phật, cũng như kính mời quý vị đại biểu khách quý đại diện cho các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố, các phòng ban thành phố, lãnh đạo phường, quý vị đại biểu khách quý hướng lên chư tôn đức để niên hương bạch Phật tác lễ triển đăng trong buổi tối ngày hôm nay. Và toàn thể đại chúng hoan hỷ đứng tại chỗ, chắp tay trang nghiêm thanh tịnh hướng về bàn Phật để cùng chư tôn đức nhất tâm chú nguyện cho buổi lễ đêm hội hoa đăng để cầu hồi hướng cho cha mẹ tối hôm nay được viên mãn. Cái gì tắt quả ở trên?